Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống đời thường. Và thưa quý vị, anh chị, các bạn thì đây là cái kênh mà Nam thường chia sẻ những cái video liên quan đến cuộc sống đời thường. Đối với những cái công việc, những cái gì mà Nam từng trải nghiệm thì Nam thường làm video. Rất mong thì trong suốt quá trình cùng với anh chị trải nghiệm những cái công việc của mình thì anh chị sẽ có cái góp ý và luôn ủng hộ kênh của Nam Vlog. Hôm nay thì Nam quay trở lại với anh chị và các bạn một cái video về cái việc mà nó liên quan đến công việc của mình một chút, đó là đi lắp những cái chiếc camera này. Thì ngoài cái việc mà làm YouTube giải trí cho anh chị và các bạn cùng xem, rồi những cái anh trải nghiệm, những cái chia sẻ về rất nhiều những cái mà mình trải nghiệm, thì có cái việc mà lắp camera gì nhá. Thì đây là một con camera mà của hãng Dahua, và một con camera IP không dây. Và hôm nay thì Nam sẽ cùng với anh chị các bạn cùng mở và chúng ta sẽ cài đặt để cách mà lắp đặt cái camera này, cài đặt cái camera này để chúng ta sử dụng. Cái camera này thì nó rất là tiện lợi, nó nhỏ gọn anh chị ạ, rất là nhỏ gọn nhá. Thì chúng ta có thể là dùng trong cái việc quan sát anh chị nhá. Ở mục đích chính đáng đó là chúng ta quan sát, có thể là quan sát người già, bố mẹ ở nhà khi mà chúng ta đi xa hoặc là đi vắng một chút mà vì công việc, thì có thể theo dõi người thân, người già này, rồi là ví dụ như là các bé ở nhà có thể là học hành. Vì khi mà chúng ta theo dõi qua màn hình điện thoại thì chúng ta có thể là bấm micro rồi đàm thoại để nhắc nhở, hoặc là hỏi người thân của mình. Đấy, thì cái lợi ích như vậy nó nhỏ gọn đó. Đặc biệt thì cái giá nó cũng rất là bình dân thôi. Và thì hôm nay thì Nam sẽ cùng với anh chị các bạn trải nghiệm, và Nam sẽ thực hiện luôn cái việc mà lắp đặt thì nó rất là dễ. Trong cái camera thì nó sẽ có một cái dây nguồn anh chị nhá, và những cái mà để lắp đặt thì rất là dễ. Những cái đây là có một cái miếng sắt, chúng ta chỉ cần bắt vít vào trên một cái miếng gỗ, chúng ta đưa vào đây, cái miếng nam châm lò xo nó sẽ hút lại và chúng ta sẽ bật để chỗ nào rất là tiện lợi. Nó xoay, chúng ta có thể xoay được là các chiều, có hướng. Và cái này thì hình ảnh nó sẽ lưu ở trên cái thẻ nhớ luôn chị nhá. Và trong quá trình làm thì Nam sẽ thực hiện cho anh chị cùng thấy, để đến khi mà chúng ta có thể mua được những chiếc camera như thế này. Thì nhắc lại với anh chị các bạn thì trong tất cả những cái công việc của Nam á, thì đã là kênh chia sẻ mà, thì Nam làm những cái gì thì với cái niềm đam mê thì Nam sẽ làm những cái video, thì biết đâu chia sẻ thì anh chị các bạn có thể cần ha. Thì chứ không phải là một video, một cái nội dung xuyên suốt. Thì cái kênh của Nam Vlog là mục đích của bạn. Thì Nam cũng có những cái kênh chuyên biệt khác, anh chị và các bạn có thể xem những cái kênh Nam TV hoặc kênh Khánh Hân TV, thì sẽ có những cái nội dung nó xuyên suốt. Đây là cái thẻ nhớ chị ạ, chúng ta sẽ đưa vào ha. Đây là cái thẻ nhớ, thì trong quá trình nó lưu hình ảnh nó sẽ ghi vào trong này, và ấn nhẹ là nó sẽ vào. Thì lắp thì chúng ta sẽ đưa cái này lắp nguồn vào và chúng ta tiến hành cài đặt. Cái này thì mình cài đặt rất là dễ. Nam cho quá trình Nam cài đặt thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cùng xem nhé. Chúng ta cắm điện nguồn vào thôi, để cấp nguồn cho cái camera này thôi. Đây, cắm vào và chúng ta cấp nguồn ha anh chị nhé. Đây có cái dây phía sau nó đây, rất là dễ. Đây là một chiếc camera gọi là iMount, phiên bản tròn. Cái này thì không dây gì nhá. Vâng. Cái này thì mình chỉ có cắm vào cấp nguồn thôi.
Trong camera thì nó sẽ có kèm theo cái cuốn hướng dẫn nhanh anh chị nhá, hướng dẫn khởi động nhanh này, có tiếng Việt anh chị có thể đọc rất là kỹ rồi hướng dẫn và xem. Nhưng bây giờ thì sẽ cùng anh chị sẽ cùng Nam sẽ cùng anh chị các bạn chúng ta tiến hành cài đặt ha. Khi mà cắm điện thì nó sẽ có cái màu xanh xanh, và bây giờ thì Nam sẽ tiến hành nó cài đặt. Thì khi cài đặt đó là chúng ta sẽ có một chiếc smartphone, thì chúng ta sẽ vào trong cái chợ Set Play anh chị nhé, chợ Set Play này. Và chúng ta gõ chúng ta sẽ có một cái chữ là, anh chị các bạn thấy này, CUE2 QE2, và chúng ta sẽ tiến, nó sẽ hiện ra chữ iMount Live và chúng ta sẽ cài đặt vào. Và ở trong đây thì Nam đã cài đặt rồi, cài đặt một cái ứng dụng iMount rồi, tức là đã có một cái tài khoản. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ha, hoặc là để xem, mở, mình sẽ mở cái này luôn. Ok, đây thì hiện tại mình đã có một cái tài khoản. Vâng, thì bây giờ thì Nam sẽ xóa cái này đi, rồi Nam sẽ cài đặt lại một cái cài đặt lại một cái khác anh chị nhá. Vâng, đây là cái video hướng dẫn cho nên là có thể nó hơi dài một chút, thì chị các bạn có thể xem kỹ một chút đó. Đây QE2 ha, Nam sẽ tiến hành nó cài đặt. Đây, cài đặt anh chị các bạn chờ nó cài đặt cũng rất là nhanh. Vâng, nó đang cài đặt, nói chung là nó cũng phải mất vài ba phút anh chị nhá. Rồi ok, nó là xong, bây giờ chúng ta sẽ mở. Khi mà nó cài đặt xong á thì nó sẽ có một cái biểu tượng của iMount. Đâu rồi nhỉ? Ở đây. Cái biểu tượng của iMount như thế này thì chúng ta sẽ vào. Thì hiện tại thì Nam đã có một cái tài khoản iMount rồi, còn nếu như mà anh chị mà chưa có tài khoản iMount thì sẽ cài đặt, và Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn một cái tài khoản hướng dẫn cài một thiết lập một cái tài khoản email nhé. Thì chúng ta sẽ là chấp nhận nha anh chị nhé, thì bởi vì mình phải chấp nhận hết các cái này thì nó mới chấp nhận và cho phép, thì để thằng này nó mới cho. Thì đây thì nếu như anh chị các bạn mà có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập, còn đa số anh chị mới thì chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ nhập một số điện thoại, ví dụ là một số điện thoại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ví dụ như vậy. Chúng ta đặt là một cái mật khẩu, và đầu tiên là chúng ta sẽ bấm đăng ký nhé. Đăng ký thì chúng ta sẽ sử dụng là Việt Nam, và bấm tiếp theo chúng ta bấm Việt Nam này chị nhá. Ok, đây bấm một cái mũi tên này, cái dấu tích đây, ok là xác nhận khu vực nhé. Rồi ok, đây tiếp tục. Thì bây giờ là chúng ta sẽ anh chị các bạn sẽ là nhập số điện thoại, một số điện thoại của mình, nhập đầy đủ số điện thoại và chọn một cái mật khẩu. Anh chị nhớ các bạn là ghi vào giấy để con sử dụng cho nhiều lần sau anh chị nhá, nhớ là ghi cho nhiều lần sau. Và nếu mà cái quên là chúng ta sẽ phải tạo lại một tài khoản khác, và nói chung là phức tạp hơn, thì nhưng tốt nhất là chúng ta phải lưu giữ lại. Và hiện tại thì Nam đã có một cái tài khoản. Nếu như anh chị các bạn khi mà vào số điện thoại, mật khẩu và bấm tiếp theo á, anh chị có bị bấm tiếp theo thì nó sẽ gửi ra một cái dòng mã anh chị nhá, cái mã vào cái số điện thoại, và sau đó thì anh chị sẽ nhập 6 cái con số vào trong cái mã đó ở trên cái tin nhắn của số điện thoại mà chúng ta đăng ký số điện thoại mà anh chị đang sử dụng luôn á. Thì nó sẽ chấp nhận cho chúng ta sử dụng một cái tài khoản, chứ chúng ta không nên đăng ký một email. Đăng ký email thì nó phức tạp hơn anh chị nhé. Đấy ok, thì bây giờ là do là Nam đã có tài khoản rồi, anh chị nhớ là đăng ký bằng cái số tài khoản của mình đang sử dụng nhé. Và cái mật khẩu thì chúng ta ghi lấy bút lấy giấy ghi lại anh chị nhé.
Đấy, thì nó cái chữ cái mật khẩu thì mẫu mật khẩu thì có phải là tức là nó có độ dài từ 8 ký tự trở lên thì anh chỉ cứ dùng cái chữ nào nó dễ nhớ nhá và cả số cả chữ ok thì đấy người ta có quy định như vậy và nhớ là sử dụng số điện thoại nhớ ghi lại số mật khẩu ha đấy ok đấy bây giờ thì Nam đã có một cái tài khoản này chị ạ thì bây giờ thì Nam sẽ tiến hành đăng nhập thì cũng bằng cái số điện thoại thôi số điện thoại của Nam thôi. Vâng, hiện tại thì mình đã đăng nhập cái tài khoản thì các bạn có thể là sử dụng cái tài khoản này khi mà chúng ta đăng ký một cái tài khoản chính thì sau đó thì chúng ta sẽ share một cái tài khoản khác để một cái điện thoại thứ hai để cùng xem được cái camera này anh chị nhé. Tức là chúng ta làm một cái tài khoản chủ thì chúng ta có thể share cho các tài khoản khác xem. Đây, thì bây giờ là Nam sẽ tiến hành Nam add cái này vào anh chị nhé. Đây, chúng ta sẽ quét cái mã nhé. Đây, cho phép nhé. Nó sẽ quét cái mã ở phía sau đấy anh chị này. Đây. Chúng ta sẽ bật đèn lên ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ bật cái đèn lên anh chị nhé. Thì chúng ta không nên là cho người khác xem cái mã số seri gì nhé, cũng nên là một cái mã số bí mật đấy. Thì nếu như mà cái mã số bí mật đấy thì nó sẽ là kiểm soát được cái camera của chúng ta nhé. Chạy tiếp theo và hiện tại thì cái camera này nó đang đăng nhập và nó sẽ nhận được một cái mật khẩu của ngay cái chỗ nhà các bạn đang đang sử dụng thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu nhà nhà mình vào các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được là cái mật khẩu của mình đó là cái tên là ABC. Và các bạn thấy ABC không? Thì cái tên mật khẩu bên dưới thì mình tạm thời che các bạn nhé. Thì khi mà ấy thì chúng ta sẽ là bấm tiếp theo nhé. Bấm tiếp theo thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Khi bấm tiếp theo thì nó sẽ báo là đèn màu xanh đang nhấp nháy và nhấp nháy chậm đúng không? Thì chúng ta đánh dấu vào là ok các bạn nhé. Đây, và bấm tiếp theo và anh chị các bạn có thể thấy được là cái đèn sắp xanh nhấp nháy. Đây, nó đang chớp chớp đấy anh chị nhé. Đây, và chúng ta sẽ thấy một âm thanh, chúng ta tăng tiếng lên để cho đèn nó, để cho hai cho cái điện thoại với lại cái này nó nhận nhau nhá. Anh chị nhớ là nhập đúng mật khẩu wifi nhà mình nhá. Chúng ta chờ xíu ha, nó có cho phép 100 giây, nếu như mà nó không nhận thì nó sẽ thực hành, nó quét lại thì chúng ta sẽ reset lại gì nhá, nó reset lại để chúng ta cài đặt lại chứ không có gì khó khăn đâu, nhưng mà hy vọng thì chỉ một lần là được. Có thể nó quét lâu thế này thì có thể là chúng ta phải reset lại. Ở phía sau nó sẽ có một cái nút reset anh chị nhá, chúng ta bấm reset, nếu mà không được thì chúng ta reset lại anh chị nhá. Ok anh chị các bạn, khi mà thấy nó quét xong thì nó sẽ dừng cái đèn xanh xanh này nhá và nó quét mất khoảng 50 giây. Ok, thì chúng ta cho để cho nó chạy hết và điều gì sẽ xảy ra nhé. Anh chị các bạn kiên trì một chút, những cái video hướng dẫn thế này thì chúng ta nên làm kỹ kỹ một chút sẽ thành công thôi. Rồi ok, đang thêm thiết bị vào tài khoản anh chị nhé. Rồi ok, và khi mà nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành là bấm chữ ok. Anh chị các bạn thấy chưa? Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái chữ là bạn đã sẵn sàng, bạn có sẵn sàng sử dụng phiên bản của đám mây, có nghĩa là cái này là các bạn phải mua, nhưng mà chúng ta đã cắm thẻ vào rồi thì chúng ta không có dùng cái bộ nhớ này, chúng ta mất tiền, cho nên là chúng ta bấm vào để sau các bạn nhé. Bấm vào để sau. Rồi ok. Thì bây giờ là ở đây, trong đây thì mình đã có ít một cái một người ta đã chia sẻ cho mình một cái có một khách hàng đã chia sẻ cho mình một cái tài khoản đây rồi, thì rất có thể là cái này là nó ở trên đấy các bạn. Bây giờ chúng ta bấm vào đây nhá. Đây thì các bạn có thể thấy được cái hình ảnh của mình ở đây đang quay phim nhá. Đây. Đó, bạn thấy là bây giờ hình ảnh nó đã ok nhá. Và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì anh chị các bạn nhớ là khi mà chúng ta xem cái hành trình
À, có nghĩa là chúng ta xem lại thì chúng mọi nhớ là đây là điện cái đám mây này, còn đây là cái thẻ nhớ, là chúng ta bấm vào đây thì biểu tượng thẻ nhớ, và khi mà xem á, khi mà nó lưu qua ngày thì anh chị các bạn ví dụ những cái ngày qua thì các bạn có thể thấy được là cái nút play và cái chữ nó vàng vàng, ví dụ như là nó ghi đến 26, 27, 28 thì tất cả những cái ghi ngày thì nó sẽ hiển thị như này anh chị nhá. Tức là có nghĩa là chúng ta tua lại và chúng ta thực hiện tua ở trên điện thoại luôn anh chị nhá. Mỗi lần xem nhá thì chúng ta cứ vào đây thôi. Thì đây là cái nếu như anh chị các bạn mà có hai camera thì chúng ta cứ ít vào thôi nhá. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cái này thì là nó cho phép là cái màn hình anh chị có thể xem được nhiều cái camera. Ở đây là xem chuẩn SD và HD anh chị, đây HD nhé. Và cái này thì cũng cho phép đàm thoại anh chị nhé. Thì khi mà bấm chức năng này á là cái camera nó phát ra tiếng anh chị ạ. Đây này, chúng ta tắt tiếng đi nhé. Đấy đấy đó, chúng ta mở tiếng lên là cái micro nó vàng này, và chúng ta tắt đi nhé, và chúng ta chỉ nghe tiếng thôi, nghe tiếng của cái camera thôi, là nghe tiếng ở trên cái điện thoại khi mà cái camera nó thu về đó. Đây là đó, cái tiếng của mình là do cái camera nó thu về. Thì các bạn thấy hình ảnh rất là nét. Ok, cái này thì quan sát và nhắc các con học học tập là rất là ok các bạn nhé. Đấy, chúng ta để trong nhà trong phạm vi wifi khi chúng ta đi vắng, hoặc là quan sát. Cái này thì Nam đang lắp để chia sẻ cho một để lắp cho một khách hàng để ở nhà có bố mẹ già đấy. Thì và đã hoàn thành một cái camera, cài đặt một cái camera e-mount, và như thế này thì anh chị có thể rút điện ra nhé, rút điện ra và chúng ta có thể gắm ở đâu như mình muốn, để chúng ta nhằm mục đích tức là mình quan sát những cái thứ mình cần. Thì cái này thì anh chị các bạn lưu ý là nó trong tầm wifi nhà mình nhá. À, nếu wifi này yếu thì nó sẽ không nhận được anh chị nhá, cho nên là nó cũng bị hạn chế bị sóng, nên chúng ta tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà mình có nào có wifi thì là nó sẽ thu được. Nói chung là nó hoàn toàn bằng tiếng Việt, thì chúng ta có thể tự xem mày mò và làm. Thì nếu có khó khăn gì thì anh chị cứ để lại comment, thì nếu là Nam giúp đỡ được cái gì thì Nam sẽ giúp đỡ nhé. Rồi ok, thì video của mình xin kết thúc ở đây. Thì anh chị có bạn nào thì quan tâm thì cứ để lại cái comment, nếu mà hỗ trợ và giúp đỡ anh chị thì các bạn như thế nào được thì Nam sẽ hỗ trợ. Chúc anh chị và các bạn cài đặt thành công chiếc camera iMount rất là đa năng. Nói chung là nó rất là tiện lợi vì nó có cho phép đàm thoại, hình ảnh rất là sắc nét. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.